taxi ơi. Anh taxi à? Anh taxi ơi. Đi luôn hả? Hello mọi người, mình là Chi Chi đây và hôm nay thì lâu lắm rồi, chắc cũng cả một tháng trời mình mới quay video lại. Và hôm nay thì mình đang trên đường được đi chơi Toronto Island. Đây là lần đầu tiên mình được đi sau 3 năm ở Toronto. Túi mình có gì đây? mình mang một cái túi thiệt là to. Thì trong đây mình chuẩn bị đồ là mũ nè, rồi hai ổ bánh mì, đó là bánh mì chả gì muối tiêu, hai với lại trà bông với gì nữa, dưa leo. Đây là cái món mà từ xưa giờ ở Việt Nam vẫn hay ăn. Rồi chả giò, thực ra là hôm qua ăn chả giò cuốn chiên dư mà bây giờ lại thấy là có ít nè, mang theo mấy cuốn chả giò xong rồi chấm tương ớt ăn đỡ phải mua đồ lặt vặt ở ngoài đường ăn. Rồi một cái áo khoác nắng nữa, áo khoác này là áo khoác muôn thuở đi theo mình. Đi đâu cũng mặc. Bởi vậy á, nhiều khi á, muốn mặc áo vàng, áo đỏ cũng ngại. Bởi vì thấy khoác cái này lên á, mình giống tắc kè quá. Ngay cái khu vực ở downtown Toronto, Harbourfront, xung quanh khu vực Union Station, thì các bạn sẽ tìm thấy cái giống như cái khu vực để mà có ferry như vậy, có cái phà. Mình sẽ cần đi phà mới qua được cái nơi mà mình muốn đi. Thì bây giờ đang tìm cái chỗ đậu xe trước. Đó, đây là khu vực parking nè. Trước khi mà mình đi, quyết định đi á, thì ngày hôm qua tụi mình đã đặt vé, chút nữa mình gửi xe và mình chỉ lên ferry và mình qua đó thôi. Ở đây gửi xe là 25 đô một ngày nha mọi người. Thì cash hay là credit card đều được. Hôm nay là long weekend, bên này người ta hay gọi long weekend, có nghĩa là thứ bảy chủ nhật nối liền với thứ hai là một ngày holiday nào đó, một ngày lễ nào đó, thì mọi người sẽ được nghỉ liên tục 3 ngày. Cho nên là chắc đó là lý do mà hôm nay đông hơn mọi lần, xe quá trời luôn. Something's missing, feel left drifting and I've been wondering where I could visit. Booked a ticket cause I'm missing, got me wishing that we were on a vacation to the places, the secret places no one used to go but I. Tụi mình đang xếp hàng để lên phà, thì sẽ có 3 chuyến phà để qua 3 khu vực: Ward Island, Central Island hoặc là Highland Point. Đi hướng nào cũng được vì 3 khu vực này sẽ nối liền với nhau. Thế là tụi mình chọn đi nơi mà nhiều người đi nhất. Chuyến phà khá là to, có 2 tầng và trang trí đầy đủ phao cứu hộ. Ngồi trên phà làm mình có cảm giác rất là nhớ về Việt Nam khi mà được đi chuyến phà đưa mình từ Vĩnh Long qua Cần Thơ, cách đây cũng hơn 10 năm trước rồi. Tụi mình đã đến Ward Island rồi đây. Nhưng mà bây ở khu vực này á, nó chưa phải là Central Island, cho nên là đa số là biển và người ta sẽ mang theo mấy cái thuyền rồi xe đạp để người ta đạp được dòng rồi đi thuyền trên biển thôi. Nhưng mà
mình chỉ đi chơi trong ngày á, mình lười đem thuyền đem đồ nắng dơ gì mình hết. Có thuyền mà mình đem thích có là sẽ có mà. Một điều mà mình cảm thấy thích ở lối sống người nước ngoài đó là người ta luôn tranh thủ ngày cuối tuần và ngày nghỉ lễ để bên cạnh gia đình, đưa nhau đi loanh quanh hơn là tụ tập bạn bè hoặc là làm việc. Thấy mọi người đang ngồi tám chuyện và tận hưởng gió biển vui quá, thế là hai đứa mình cũng tìm một bãi cát rồi ngồi tắm nắng, nhưng theo kiểu là trùm kín người vì sợ nắng. Hướng từ Wash Island về đến Central Island được nối dài bởi một con đường trên cầu gỗ rất là dễ chịu. Đến lúc này mình cảm thấy thật là đúng đắn khi mà đã chọn đến Wash Island trước khi đến Central Island. Thường thì người ta sẽ đi Central Island trước, có dịch vụ thuê xe để mà đi lòng vòng sang hai điểm hai bên. Nhưng mà nếu như mình đi theo cách đó thì mình sẽ bỏ lỡ những cái niềm vui thanh bình như thế này. Trời ơi, người yêu uống sạch rồi, không còn một giọt. Còn nguyên chai trong nguyên, nguyên lon trong gì còn. Em chịu nhịn khát giỏi, em chịu nhịn khát giỏi. Bà xạo đi. Giả bộ, nhõng nhẽo đồ. Siêu sướng luôn anh. Ủa, đang quay em hả? Ừ. Đã lắm mọi người ơi. Mọi người nghe tiếng nước không? Tiếng sóng vỗ không? Yên bình không? Ông nhỏ dễ thương. Ông đi á mà ông dắt tay xuống. Em uống rượu non vậy. Hai đứa đi bộ la cà tầm hơn 30 phút thì cuối cùng là cũng đến được Central Island. Giờ thì có thể xếp hàng để thuê xe đạp đôi để đi lòng vòng tham quan các khu xung quanh. Trong khi anh bạn thân đang xếp hàng thì mình ngồi uống nước ngọt mát lạnh và ngắm người qua lại. Trứng nha. Cuối cùng á, cuối cùng chờ đợi 30 phút thì hai đứa cũng lấy được một chiếc xe đạp đôi. Cho mọi người xem cái cơ cấu của chiếc xe đạp này đó. Hai đứa cứ thuê 18 đô. Đi bao lâu cũng được phong anh, miễn là về trong vòng 1-2 tiếng hả? Anh quẹo. Au au au. Tài xế có cái tay lái vậy nè mà tài xế không bẻ lái được. Này như lái ô tô vậy đó. À, có cái thắng nè. Yeah, giờ thì tụi mình đang đạp xe về hướng Highland Point, là điểm đến cuối cùng trong cụm 3 điểm đến của Toronto Island. Hướng bên này cũng có công viên xanh mát, trải dài bên cạnh bờ hồ, nơi mà những người có cano riêng có thể cập bến đến đây để mà nghỉ ngơi với nhau. Nhưng mà cái đoạn đường bên này khá là thiên nhiên hơn phía bên kia, cho nên nếu mà các bạn không muốn đi bộ nhiều quá thì nhất định là đừng chọn đi phà sang bên hướng Highland Point nha. Hãy đi sang Toronto Island hoặc là Wash Island trước nè. Try to make things.
Giờ thì đã muộn rồi nên tụi mình đi về phía Central Island Pier. Đây có thể nói là một điểm check-in lý tưởng cho những ai muốn sống ảo. Kiểu như là một cây cầu nối dài ra ngoài biển khơi vậy. Và tại đây sẽ có cột mốc chỉ về hướng New York ở Mỹ và Vancouver phía bên kia của Canada. Có cảm giác như là được đến Mỹ tới nơi rồi vậy. Chuyến dạo chơi trong ngày của mình tuy ngắn nhưng thiệt là thích. Chúc mọi người có những ngày nghỉ hoặc là ngày cuối tuần cũng nhiều niềm vui như thế để có thể sạc đầy pin, nạp đủ năng lượng tươi tràn cho một tuần mới thật hiệu quả nhé. Xin cảm ơn và chào tạm biệt mọi người nha.